Hello everyone, and welcome to learn a new lesson, skill 1 in Unit 12, the future career. Các em ơi, chúng mình cùng quay trở lại chương 12 ở tiết skill 1. Ok, and ở tiết này thì mình sẽ tập trung chủ yếu vào hai kỹ năng đọc và nói. Exercise 1. Discuss the question and read the article from the Career Guide website and track the answer. Ở bài tập 1, người ta yêu cầu hãy thảo luận những câu hỏi và hãy đọc những tiêu đề cho những cái đường mà trang web hướng dẫn và kiểm tra câu hỏi của bạn. Câu hỏi thứ nhất, What is your job? Một công việc là gì? What is the career? Công việc là cái gì? Hoặc là chúng khác nhau như thế nào? Ok, rồi, ở đây thì để trả lời được rõ ràng ba câu hỏi thì mình sẽ cùng đọc, mình sẽ cùng làm một cái số bài đọc. And the touring a career thing is over. Hãy chọn một cái nghề nghiệp nào. A career used to be understood at a single occupation and that's people just to learn to earn like a living. To learn a living, and therefore a career is now considered more than a job, and thus the is an ongoing process of learning and development of skill and experience. And choosing a career path, you have to consider many things. And firstly, you should consider what you like and what is most important to you, and what you are good at. And crews is there to help you. And for example, you may care mostly about earning as much money as possible, or you may want to experience job satisfaction or make a different society. And then you should take into a career education and learning studies. And you may want to follow an academic route of high school and then college or university. And you may for a vocational training where you learn skill which can be applied directly to a job. And thirdly, you should do our research to explore possible career paths. And for instance, the career paths in educational include teaching curriculum, development, research, or administration, and the family. The finally, speak to people and the parents, the teacher, and even the peer, and can give you group advice. Okay. Thì một nghề nghiệp được hiểu là một nghề nghiệp duy nhất mà mọi người là một nghề nghiệp mà mọi người để làm để kiếm sống. Tuy nhiên trong thế giới công việc thay đổi, ngày nay mọi người phải tiếp tục học hỏi và có trách nhiệm xây dựng tương lai của mình. Do đó, một số nghề nghiệp hiện được coi là nhiều hơn một công việc. Thay vào đó thì nó là một quá trình học tập và phát triển các kỹ năng và kinh nghiệm liên tục. Chọn một con đường sự nghiệp là rất khó khăn. Bạn phải xem xét nhiều thứ. Đầu tiên bạn nên xem xét những thứ gì bạn thích và những gì quan trọng nhất với bạn, những gì bạn giỏi và ai đó có thể giúp đỡ bạn. Tuy nhiên bạn có thể quan tâm chủ yếu đến việc kiếm càng nhiều tiền càng tốt, hoặc bạn có thể muốn trải nghiệm sự hài lòng trong công việc hoặc tạo sự khác biệt trong xã hội. Sau đó bạn lên tính đến nền giáo dục và phong cách học tập. Bạn có thể muốn theo một lộ trình học tập của trường trung học. Sau đó là cao đẳng ở các trường đại học. Ngoài ra bạn có thể tham gia chọn đào tạo nghề nơi bạn các kỹ năng mà có thể được áp dụng trực tiếp vào công việc. Okay.
Firstly, cái thứ ba, bạn nên nghiên cứu để khám phá những con đường sự nghiệp có thể, ví dụ như là bao gồm con đường sự nghiệp trong giáo dục này và trong giảng dạy, phát triển chương trình giảng dạy và nghiên cứu hoặc quản trị. Cuối cùng, nói chuyện với mọi người, cha mẹ, giáo viên và thậm chí là đồng nghiệp, bạn có thể cho một lời khuyên tốt. Ok. Ở đây mình vừa cô vừa dịch cho chúng mình đoạn của đoạn choosing a pair of the carrot things is over. Thì bây giờ mình sẽ cùng trả lời những câu hỏi liên quan đến bài. The exercise one, câu hỏi thứ nhất. Match the highlighted words or phrases in the article with their meaning. Hãy nối những cái từ gạch chân hoặc cụm từ gạch chân ở trong cái tiêu đề cùng với ý nghĩa của chúng. Một, the route and test and take towards the working life. Cái con đường cái mà dẫn tới cuộc sống sự nghiệp của bạn. Ok, thì làm cô sẽ làm mẫu và chữa mẫu cho chúng mình câu thứ nhất. Câu thứ nhất. A job, a something do the people at current money. Rồi, ở câu 1 thì mình sẽ có là the career path. Ở đây mình sẽ có là con đường sự nghiệp, the career path. Tiếp sẽ là peer. Tương tự sẽ là ongoing, không dừng lại. Và một cái lựa chọn khác thì mình sẽ có on a relationship. Và cái thứ năm sẽ là take into a cow. Ok, tiếp bài tập số 3 là hãy chọn những cái câu đúng hoặc là sai. Rồi, thì tương tự làm như khi mà mình cô vừa dịch cho chúng mình sẽ chữa câu nào đúng, câu nào sai để điền vào cột tương ứng. Câu thứ nhất, a career no longer means a single rest. Thì một công việc không còn là một cái công việc đơn thuần nữa. Ở đây mình sẽ, đúng rồi, nó sẽ là true. Tiếp thì là bố mẹ của bạn sẽ có trách nhiệm cho công việc của bạn hoặc là trong nghề nghiệp sự nghiệp. Con đường sự nghiệp. Ok, đây là sai. Tương tự câu 3. Câu 3 front, câu 4 true, câu 5 true và câu 6 true. Ok, mình sẽ cùng chữa bài vào trong vở. The next skill, kỹ năng tiếp theo là speaking and exercise for and think about the skill and ability to do the job below and work together to make notes. Hãy nghĩ về những kỹ năng và những cái trách nhiệm để làm công việc dưới đây và hãy làm nhóm để làm take note lại, ghi chú lại. Rồi, ở đây là bài tập làm nhóm speaking, chủ yếu mình tập trung vào luyện tập trên lớp thì là cô chỉ giới thiệu và cô hướng dẫn cho chúng mình thôi. Nurse, nghề nghiệp là y tá này. A personal stress and ability. Đây là cái nghề nghiệp và những cái quan điểm cá nhân, những cái tính cách cá nhân để mình có thể thích hợp với công việc hay không. Ở đây mình sẽ có nghề nurse, y tá. Thì ở đây mình sẽ có những cái nghề nghiệp, những cái mà công việc, những cái tiến hành trong công việc. Ví dụ như là caring for other, chăm sóc người khác, là teamwork, làm việc nhóm, để make a difference in the people's life. Và những cái phẩm chất có ở trong cái công việc này là strong, mạnh mẽ, calm, bình tĩnh, patient, kiên nhẫn và cẩn thận. Khả năng thì mình sẽ sử dụng và có thể giải quyết những cái vấn đề về thuốc thang. Ok. Rồi, tiếp bài tập số 5 là hãy chọn một trong những bốn công việc trên và diễn tả những cái ý tưởng trong nhóm của bạn. Thì là mình sẽ chọn những cái ý tưởng, những cái quan điểm trên này, sau teacher, giáo viên.
Đấy thì mình sẽ chọn những cái như thế để hoàn thành câu. Câu trước chúng mình sẽ có một cái bài học hiệu quả và bổ ích. Thank for the listening.